Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ ăn bánh giò với lại ăn một xíu canh cải cúc nha. Tại giờ này mình cũng hơi nóng trong người đó, cho nên là mình phải ăn cải cúc cho nó mát lại với lại ăn năm cái bánh giò. Thì xin mời các bạn ăn chung cùng mình nha. Bánh giò nãy nó đẹp lắm, mình mở ra làm nó bể á, nhìn nó không đẹp. Cái lớp bột ở ngoài nó mềm lắm, vô dẻo. Ở trong là có nấm mèo, có thịt băm. Có lẽ là chấm cái tương ớt ngon các bạn. Vì nhà mình hết rồi, cho nên là mình chấm đỡ nước mắm. Mỗi cái bánh có một cái trứng cút ở trong đó các bạn. Mình thích ăn cái bột này đó. Không biết là bột gì nhưng mà nó ngon. Nó chấm với tương, nước tương cực kỳ ngon. Mình uống một xíu nước nè. Nước này là nước không? Sữa với yến mạch, cho nên nó đang như màu rồi. Uống vô giống như ua các bạn. Ớt mình đâm cay quá, cho nên uống vô thì nó đỡ. Cái này nè, đấy cái này nó đang nguyên vẹn. Cái này nhìn nó kiểu giống như là nó rã ra, nó không còn cái hình tam giác nữa các bạn. Nãy cái gói to lắm. Mình đi ngoài đường á, mình thấy nó bán cải cúc, cái mình mua luôn. Họ bán cải cúc á, cái mình mua luôn. Mình thấy chấm nước mắm cũng ok nha, chấm nước mắm vẫn ngon như thường. Chấm cút nè. Đem nó bụng nó ăn vô đã rồi. Các bạn có tin là mình chưa bao giờ ăn sôi khúc không? Mình chưa bao giờ ăn loại sôi đó luôn. Chỉ ăn bánh giò thôi, để nào bữa nào muốn ăn thử. Rất bột biểu. Mình tăng 6 lạng thôi các bạn. Mình 52 kg. Mình nhớ mình ăn nhiều quá rồi, tăng lên 6 lạng. Chắc phải đi tập thể dục thường xuyên quá. Mình không biết mập. Hồi xưa đi học là 57 kg, đi làm thì xuống 50 á, 52. Giờ ăn thì lên 52 kg, 6 lạng. Mình ăn một xíu rau tầm ô, mình hay gọi là bông cải cúc á, rau cải cúc. Mình ăn gì mình cũng chấm hết các bạn. Giờ ăn à. Mỗi lần mình qua đi chung với em mình á, bắt đầu hai chị em vô cái quán hủ tiếu á, khỏi bán hủ tiếu, dùng sáng nó mà kho rồi đâu cần rau cải cúc nè, họ sẽ để ra cái rổ rửa sạch. Rồi khi mà họ lên cái tô hủ tiếu cho mình đó các bạn, thì họ sẽ thì mình tự ngắt cái cọng của cải cúc á, ngắt lá, ngắt cái đọt non á, rồi mình bỏ vô mình nhúng, là họ kiểu như mình ăn kiểu như ăn sống luôn á. Ăn sống giò mà bỏ vô nó cũng chín, cái kiểu chín heo heo á, ăn cũng ngon nha. Sau này mình mới biết là nó ăn sống được á nha các bạn. Nhưng mà phải rửa sạch ăn cho nó đỡ phải bị. Không biết năm tám mình ăn có hết không.
Phải nói là 2, 3, 4 năm, 2 năm rồi mình mới ăn cái món bánh giò lại các bạn. Toàn ăn bánh mì không à. Cay quá. Trưa nay là mình ăn không? Ăn miếng miếng gói với lại uống cà phê soda với lại ăn đu đủ các bạn, ăn nửa trái chứ nó no. Mà mình lại ăn bánh giò nữa thì tức là một ngày mình chưa có rau á, cho nên mình mới đi chợ này mua thêm cái rau cải cúc để mà về ăn cho nó có chất xơ các bạn. Hồi xưa là mình sống chỉ có ăn đồ ngọt thôi, ăn cơm tấm, cơm mì, bún riêu, phở bò, là một ngày mình không có rau với lại nước ép luôn. Sau này thì mình mới tăng cường uống nước ép với lại ăn rau, ăn trái cây nữa. Mình có nhỏ bạn á, ngày nào nó cũng mua trái cây gì nó ăn á. Mà hồi đó nó cho mình ăn chung. Cái xong rồi sau này thì mình bị bệnh nhiều chậm á, cho nên là cũng thấy là mình trong người kiểu không có chất xơ rồi vitamin á, thì xong mình mới bắt chước mình mua trái cây về nhà ăn. Còn không thì cũng tự chuẩn bị rồi. Thì hiện tại là mình cũng đã no rồi, cái phần bánh giò còn lại thì xíu nữa mình ăn tiếp nha. Thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu thấy hay các bạn có thể like, share, subscribe kênh của mình nha. Thì hiện tại thì video tới đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.